Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, đơn hàng xuất khẩu đã có trở lại nhưng chủ yếu ngắn hạn theo quý và lợi nhuận bị thu hẹp. Tuy vậy, các doanh nghiệp vẫn đang rất nỗ lực để không bỏ mất đơn hàng, chấp nhận thu nhập giảm và tìm giải pháp tiết giảm chi phí, duy trì công ăn việc làm cho lao động. Hai ngành khó khăn nhất trong năm 2023 là dệt may và đồ gỗ, hiện đã bắt đầu có đơn hàng trở lại, nhưng số lượng đơn hàng không còn lớn như trước đây và thời gian giao hàng bị rút ngắn lại. Theo doanh nghiệp, việc chịu khó gom đơn nhỏ, cải tiến mẫu mã, điều chỉnh giá thành cũng là cách vượt khó ngắn hạn. Năm 2024 thì chúng tôi có một số cái đơn hàng thì tốt hơn năm 2023, có tăng trưởng, tuy nhiên thì hiện tại thì những đơn hàng nó tương đối không lớn, đòi hỏi rất là nhiều nguyên vật liệu cũng như là đòi hỏi tiêu chuẩn rất là cao và thời gian ship hàng cũng rất là nhanh sau khi khách hàng xác nhận đơn hàng. Những đơn hàng mà từ 50 đến 100 ngàn thì nó sang các nước nhiều hơn. Còn đơn hàng nào mà 2, 3 ngàn, 5 ngàn, đơn hàng phát sinh, đơn hàng theo thời vụ, theo xu hướng thì họ về Việt Nam. Và hiện nay mình đã bắt đầu thích nghi được cái đơn hàng nhỏ nhưng mà về cái giá thì nó không tăng được nên cái hiệu quả nó thấp. Đơn hàng nhỏ, ngắn và gấp được các doanh nghiệp nhận định là do thị trường tiêu thụ trên thế giới vẫn chưa phục hồi. Để tìm cơ hội trong thách thức và tránh bị chuyển dịch đơn hàng sang nước khác, các doanh nghiệp đã phải khai thác thêm thị trường mới, thị trường ngách, tập trung đầu tư phát triển khoa học, công nghệ, duy trì sản xuất để giữ chân người lao động, chờ đợi thị trường hồi phục. Vẫn duy trì các cái mối liên hệ với khách hàng, thì chúng tôi xem đây là cũng để giữ chân khách hàng. Khi mà tình hình tốt trở lại thì họ cũng là chuyển các đơn hàng cho chúng tôi. Thứ hai nữa về phía công ty thì chúng tôi cũng cố gắng duy trì các hoạt động để giữ chân người lao động cũng như là duy trì các hoạt động sản xuất của công ty. Chúng tôi phải thay đổi công nghệ từng phần. Nếu như không có khả năng phải thay đổi hết thì thay đổi từng phần để khi mà thị trường nó tốt, nó ổn định thì chúng ta có cái lượng hàng vào và lúc đó chắc là cái giá sẽ tăng lên. Chúng ta có thể thâm hụt về tài chính, còn hơn là chúng tôi đang bị thâm hụt lao động. Tại phiên họp kinh tế xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tháng 4 năm 2024, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhận định tình hình chung còn nhiều khó khăn và xác định hướng đi trọng tâm trong hiện tại. Trong cái bối cảnh mà cầu chưa tăng mạnh thì có thể nói là cái kích cầu trong nước là một cái nhân tố sống còn và có ý nghĩa quyết định đối với hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp. Và do đó rằng là cộng đồng doanh nghiệp rất là kỳ vọng thành phố sớm phê duyệt cái quyết định kích cầu trên cơ sở chúng ta đã có nghị quyết 98, trên cơ sở chúng ta đã có nghị quyết 09 của Hội đồng Nhân dân. Thống kê của ngành công thương Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy tín hiệu tích cực là khi sức mua một số khách hàng truyền thống như châu Âu chưa cao thì doanh nghiệp đã nhanh chóng chuyển hướng tìm khách hàng mới, tăng bán cho khách Đông Nam Á và châu Á, chiếm khoảng 60%. 4 tháng qua, xuất khẩu từ Thành phố Hồ Chí Minh đi châu Á đạt 7,5 tỷ đô la Mỹ.